bị vô phép chẳng để có ăn xong tay còn nhanh chế bộ đi sao cãi ra thê năng bộ nạp bộ năng ta mà hệ chàn tên cãi ra thạ sọc khao còn nhà xa ô chì giàu cô này phở bọn nâng gọc bây phở bọn ở rươi rươi gọc bây miền thực đấy bình chất tư nực nóng bọn là cái càng xong bọn nâng nọ mọc nâu thực đấy sọc ní cứ chia phép phụ tạch ca để phở ông trong bàn xâm tay làm nhá đó dương tập ọc nê đại trên nè miền ca bình chất tư nực nóng bọn nâng phở ông ở dương phở bọn ở rươi rươi tư hay bình chất từ được nông bồn nâng từ mình thả bồn nà thế cứ thả ở dương nâng miền ca bình chất từ được nông bồn nâng phải bàn cho ra từ đôi chỉ bồn này put bò đi sát lục thằng ở để bàn bình sập cục bẹp vàng riêng riêng khuôn nâng cứ thần long mò hay thằng tọt từ cứ từ bình được bồn có sao cho ra nà chúng có từ nông cao chất từ được nông bồn nâng bàn một mòm thì hay từng khâm thạp bồn nâng ấy để chui hỏi bàn nơi dịch đây sọc sọc cột bạc vàng thằng ở nâng và mình miền bồn thế cứ mình ai xâm rạch nơi bồn xâm rạch nơi dịch đây sọc rồi bồn nâng rư có cổ sáu miền át tha sọc thạ vị bạ cắt thạ cứ miền phao chỉ sọc nà sơn đạt thạ miền đạt thạ là o sa che cắt thạ sạt viêng vây ở đâu chặt thạ độ đạt thạ mình miền rô nâng cứ bồn nâng được chưa là o nà một bò đi sạt bình bồn chỉ môi miệt ta chỉ môi riêng chỉ bong chỉ môi nhiệt bong phaôn chỉ môi nâng lúc này miền sơn đã chỉ môi nâng phật đặc kệ cả chỉ bị xe thì rẻ rẻ bị khẩu xong đã xa mà đây cùng được con ông vợ ram thằng lai thằng buông dương châu đã ô bạch thầm rồi xong đã trâu trông được Phật tử sát sanh na phục kết tha rồi xong cứ chỉ xa về đã bỏ rẻ đồng miên rẻ phi lô bản to nơi vùng của Phật tử sát sanh na nâng rứa có bản to ở dụ rẻ Phật tử sát sanh na nâng ao tăng nâu chỉ nên nhìn rõn tỏ tới cứ đoài xa miền rất xong đại chỉ nè trô trung nơi xâm phút ca xa vẹ thân rất xong xâm bám ná trong cô dùm hô môi rạ xa phục vụt xa xa nà bà dân chỉ nếu không phật tế dương miền ta có hoa sót ọt miền rất xong thôi mình đăng thả dương rung rương phục vụt xa xa nà nâng đoài vị thi nà đoài nâng ấy chẳng đại xa miền trật xong cực vọt ở rạm tầng o xong bây xong mai ní mình xong bố đòi bệ ả rây ở xong vân thái bệ xong mặt trật xong nâng bà tu giang xong khăn xong ra bột bò đi xa tầng o miền cả thoai tiên hay nâng lực lực đòi ả rây ở xong xa vẹ rồi bọc bệ đồ miền trật phi hay xong ra chơi chia xong thẻ cả xa tẹt khe nà tiên cứ cả thư tiên chung phút xong đại xa miền xa xây cứ bệnh xa mạ tì xong nâng chìa phó tàng chìa cô đau chìa tiên nâng rổ lực chìa rõ mùi nò mộc nâu xì gây sọc rư có chìa rõ mùi nò mộc nâu cả nâng rổ lực đào xong cả rõ tận nạ rõ tăng ẩm phi bệnh rây ở xong xa mạy bộ chìa mê chạc cung nâu miền bệnh ả nhà cao đê nhẹ bệnh sở rầy bọt bệnh mà hà mô cơ liên sọt tay chìa bệnh ả rầy ở xong xa vẹ dường khơi nhu xong thằng lai tâm buông cực vọt ả ràng cực mạch chật than khai krong chôn ở bọt còn nước rồi lực đào bệnh xong xa vẹ ở bọt bệnh đồ miên bệnh phì để lâu chìa sài bọn lập đồ xa khung vô khai bắn tò ả dư của Phật sát sanh na mình mên miên trăm tệ kịch xí lị đồn đọc nơi xâm phút ca xa vẹ bắn đăng tự tế bắn tay lục miên tu nị tí cho ra ná dừng cực mơ nơi khăn ông ca chom krong thò vị này bà mô riêng riêng thò vị này cứ sang kì ở nơi lực tì mùi tì bì tì bày tì buôn tì pram tì bà mùi anh chẳng cháu cứ tha sát tay chia con mập nai cho đọc bọc ra xong tầm ọ và nà sang kì ở nơi lực tì mùi đại xa miên phè mạ hạ các sạp bạc lúc chia bật thiên còn nà chia bật thiên ai nâng bệ ô bà lây bệ ả non như nè
ឆ្លើយទៅបញ្ហាធัวនឹងហើយសង្គីយនីលើកទី2មានព្រះយសកាកណ្ដកបុត្រនឹងលោកនៅដែនវេសាលីជាមួយនឹងព្រះសប្បកាមីហើយនឹងព្រះរេវតៈបណ្ដាលោកបានរៀបចំចងក្រង ធម៌វិន័យធ្វើទុតិយសង្គីយនីនៅឯវេលោកការាមក្បែរក្រុងវេសាលីជិតកោដាគេរសាលាក្នុងពុទ្ធសករាជ 101 យកតែព្រះសង្ឃដែលស្ទាត់ទៅនៅក្នុងបដិសន្តិទីណានឹងក៏បានរៀបចំធម៌វិន័យនឹងហោហែររហូតដល់សង្គីយនីលើកទី4ហើយនឹងនៅកោះស្រីលង្កាលើកទី5ក៏នៅកោះស្រីលង្កាជារឿងរបស់ព្រះសង្ឃទាំងអស់ណាហើយលើកទី6នៅប្រទេសភូមាថ្មីថ្មីជាង50ឆ្នាំមុននឹងគឺ ពាក់កណ្ដាលសាសនាពុទ្ធសករាជ 2531 នឹងធ្វើឆាត់ហសង្គីយនីមួយប្រមូលពីធោអាពីគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសភូមាដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់អំពីវិន័យប្រសូតអភិធម្មនៅប្រទេសភូមានឹងកណ្ដាលមានទីកន្លែងនៅរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃជាទីសក្ការៈបូជាជាបូជនីយដ្ឋានមួយ ដែលពុទ្ធបរិស័ទទៅគោរពបូជានៅក្នុងទីនោះដែលមានឈ្មោះថាវិបស្សនារាមនឹងគណៈនេះគ្រាន់តែជាសម្ដែងបន្តិចបន្តួចអំពីគុណនៃព្រះសង្ឃដែលពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់នឹងថ្ងៃស្អែកដែលមានដំណងចេញទៅដើម្បីឧបត្ថម្ភនៃជាភ័ត្រព្រះសង្ឃតាមវត្តអារាមនានាមានការកំណត់ទុករួចហើយនៅខាងលិចភ្នំពេញមាន ខេត្តកំពង់ស្ពឺជាដើមណាដឹកនាំដោយបាទសក់ជាសង្ឃមបាទស្កាអ៊ុនពូនព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តនិរោធរៀងសីជាដើមនេះបានអញ្ជើញទៅប៉ុន្មានរថយន្តហ្នឹងគឺដើម្បីបានសម្រេចនៅបុណ្យកុសលនៃការអំពីការជ្រះថ្លាចំពោះព្រះសង្ឃយើងផ្គងចិត្តឧទ្ទិសចិត្តចំពោះសង្ឃរតនៈកាលណាបើចិត្តយើងនឹករលឹកដល់សង្ឃរតនៈហើយក៏វាអត់មានប៉ះពាល់អី ដល់ទោសដល់ណាគ្រឿងសៅមកអ្វីទាំងអស់គឺមានតែសេចក្ដីជ្រះថ្លាតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះប្រជិតនឹងនឹករលឹកទៅដល់សង្ឃរតនៈទៅហើយផុតតែម្ដងអត់មានរឿងបុគ្គលមានរូបសន្តានទៀតពុះខ្មៅសអីនឹងមកជាអារម្មណ៍ទេប៉ុន្តែជាអារម្មណ៍ធំគឺសុបតិបន្នោភៈទវៈតោសាវៈកសង្ឃោឯណោះទេ សង្សារវៈបដិបត្តិត្រូវត្រង់ល្អប្រពៃមកចត់តាមព្រះធម៍ព្រះវិន័យរបស់ព្រះដ៏មានព្រះភិយជាបុត្រនៃព្រះដ៏មានព្រះភិយគណៈនឹងជាជ្រះថ្លាពេញបុណ្យកុសលទាំងហើយក៏បានសម្រេចបុណ្យនឹងច្រើនអាស្រ័យការដែលបានបំពេញជាមួយព្រះសង្ឃហើយនៅក្នុងគម្ពីរវិមានអវធោក៏លោកបានសម្ដែងផងដែរការធ្វើទានចំពោះសង្ឃនឹង បានសម្រេចផល្លានិសង្ឃនឹងច្រើនរាប់ប្រមាណមិនបានទេហ្នឹងហើយការធ្វើទានឧទ្ទិសចំពោះសង្ឃនឹងណាទេបុគ្គលធ្វើទានជាមួយបុគ្លណាជាបដិគ្គាកៈដែលមានចិត្តឧទ្ទិសចំពោះបុគ្គលណាមានអានិសង្ឃតិចតួចជាងធ្វើឧទ្ទិសចំពោះសង្ឃ អានឹងបើនិយាយពីអានិសង្ឃព្រោះអីប្រជេតនាដែលឧទ្ទិសចំពោះសង្ឃនឹងជ្រៅជ្រះដល់ដល់ជាងមិនមែនព្រះសង្ឃនឹងទៅចាត់ចែងឲ្យបុណ្យនឹងឲ្យបុណ្យនឹងសម្រេចដល់អ្នកធ្វើទេប៉ុន្តែអាស្រ័យចេតនាដែលមានព្រះសង្ឃមកជាអារម្មណ៍នឹងមិនមែនជាសត្វមិនមែនជាបុគ្គលអីទេតែនេះគឺជារឿងធម្មជាតិបណ្ណារឿងធម្មជាតិដែលវាត្រូវកើតឡើងជាតួបុណ្យនឹង នៅពេលដែលយើងកងចិត្តចំពោះសង្ឃក្នុងពេលនោះចេតនាកម្មដែលមានព្រះសង្ឃករតនៈមកជាអារម្មណ៍ហើយព្រះសង្ឃនឹងគឺរាប់ទាំងអំពីសោតាបត្តមិសង្ឃសោតាបត្តិផលសង្ឃ
sắc tia kia mì mẹ song à na kia mì mẹ song ấy chân tư hồ đó là rahat rahat tập hòa song thế nhé tầng o là dương tư chật tư nâng nông ca phước bồn phước tiên tư chúng phu song nâng cư bà song tên bà bay pu tên xê khạ bộ côl nâng à xê khạ bộ côl tên đầy dương bàn phước đào hài nâng cười thà chư rương mũi lọ bằng phốt nâng nâng bà ông trung bà ca sâm đầy xong khẽ khả ta tè khả nà tiền nâng miền phò tràn nhưng kết mơ đó hô đó cô trạp phu xong thì cô trạp phu xong xa mai to tớ đây xong miền trâm tại chmô miền trâm tại cô ta tà côl miền trâm tại bong chỉ vò tỉnh tua chứ rư có chỉ vò nà rôm nâng co đôi chia có hoa dương vô cầm ma bong co ấy chân bà nâng hay liệm vẹt ở tây tiết cứ có ho hay chân tâm đó đằng ấy miền tại bột ca sao vẹt bằng chữ vò đằng ấy bằng chọp đằng co chọn chọp đằng đai ấy và nâng bà sau bà ca phương tiên nực rồi lực ưu tư chung phố sáng ấy bàn bọn rò bà màn mình bàn đài ní cứ vò ông xâm tay chỉ mùi đằng bè non cô trả phù sáng cô trả phù sáng nâng sáng miền trăm tại cốt miền trăm tại chmô miền hốt đó nẹ bua cái nông sầm mai to từ tiệt nó đó to từ tiệt sa sơn a chật cột pram còn nâng miên miên côn miên của pôn ấy từ tiệt phần tai có khi son là mặt hàng nẹ bua hay liệt bẹ nâng hay có miên ca do chỉ vo từ từ bẹ nâng coi chỉ làm phần đăng thơ ấy nẹ thưa tiên đầu tư chủng po sang nâng tư chủng po à đây là sang miền miền cô tập phu song nó một chỉ xạ xây nơi bị hàng mốc thấy vài tiền tới vận tải chết rồi bảo kê nó còn lật đò ra giờ song nè bọn đang rò bờ màn mình bàn hay cho từng ròm dương sớm mai nè từ song cao sọ sạt ba cơm chịu o lùm chịu o sạt lo nâng ấy miền thò miền vịn đây trầm trơ ấy trập từ dương tư đò đó là ra giờ song xa về tiền đắng cứ thà bàn bòn tràn á nâng ấy về tẹt tông chỉ mùi nâng ca lực chất phong chất ưu tư ai phót âm pi bậc cô tới với o rương tha miền sông miền bậc cô khó chôm hai cao na bờ dương lực chất ai phót âm pi bậc cô thì ở đó sông ra tận nạ miền tên tới cứ o ha ăn miền bậc cô này nà nè nè bu rư cò bậc cô nà nè nè chôm chôm đòi giằng na giằng na cứ ăn miền tới miền thạch côn này bờ sông bậc chi làm phần đằng tư nà nghe sưu nông ca lược chất từ tiết đại sao tới sự mai nấy miền ra sang đại mình toàn miền lần kia ăn đo thiên cứ ăn đo thiên phết phết nó cứ phết chi ra sang nó ăn toàn ăn đo thiên thế cứ nâu miền tham mà đa chân miền cả na quần cha lục chi đẹp bùa bùa tam thoa bùa tam vị nay miền ôp chi miền đại cha trầm trư na sa mà nay thì khổ nó cứ tha lục tro trung nâu bằng sáy trai chỉ vò nâng cứ thà là o mệt tên chẳng nghi xuống nông ca khơi hái cả chặt chặt lá hái nghi nâng phong chất ủ tư chủng po sang từ tiệt cao nẹ đèl ủ tư chất chủng po sang sáy Phật sát na chất kro pram còn nâng cao từ kêu tư chất từ ru chứ sáy dương nếp hai chỉ tay mà ru chứ bà na kê mà vô ông chỉ vò hai một vẹn nâng coi sùng coi thật luôn ai và cả thật luôn ai chỉ sang hay dương Phật chỉ mình chưa dương Phật chỉ mình chưa là thế thành thế hai tới sớm mai nó ăn miên từ sáng là o chiên nâng á có nằm đi chơi đẹp là từ hai cậu tư chết chung phố sáng ra tận nè nè đây sáng xa vậy chẳng tới dương cao từ xa đó đó chun chùm non cao từ tiết đó chun chùm non cao chỉ con chỉ chào chào tuôn chào luôn chào ly rồi bao nhiêu nhôm từng o khnì to tới để tới chua khnông sớm mai nâng thì sớm mai đó là thiên phết này từ sáng nâng ai hay cao từ chân chùm non cài mùi chùm nuôn ai lược chất ủ tư chất chùm phố xong từ ban để cao từ xa hay có dương kết tha dương có miên sầm nang ở vầy mà lấy tế để sầm mai ni miên từ xong là o đa cực vật ở ràm nâng thu vầy chìa tha mình bàn cực kron cực trung trôi đôi chì ông ra hôn sầm mai muốn của dương ảnh ở cực tam nâng tới bố thả sầm mai ni đà sầm mai ni cứ tha tay để miên bộ quân nè mình sơ miên được bạn thì sai ở đâu chia sẻ mày phật tử cao luôn thế nhưng mình ai từ giờ sẻ mày phật tử cao một triệt thiệp
từ bàn thế cao na dương bệ thiệp tham mấy cọp sang ở lâu nâng mình đôi chỉ bệ sợi bọt tới mình đôi chỉ bệ mà hà mô cái liên tới dương ngọc cất tham mấy cọp mình dương nâng khuôn ai nâng mình đôi chia visa kha na thật bình đập tới nâng có dương cô đã cất từ chân phong đại rồi cho nên dương ăn được cơ hội tam nâng mình bay chia bây giờ đào dương bình bốn chung cuộc sang thì nó sôm ăn được bồ thì tôi đã đi rồi bị hàng đài về ngày tịch đài thì nó tỏ tới dương sắc xa nơi mê riến về áp bị thua mình tỏ thực tiết dương ban riêng làm phi tô xạ mù lịch chật tàng phi đuông để miền trên được sắc bạc co tôi đã đuông tì mũi để miền trên được sắc bạc co mà phải đuông đuông tì pí miền trên được sắc bạc co mà phải bị đuông đằng tô xạ mù lịch chật bị đuông đuông tì mũi một tháng tô mà nó xạ xạ hạ kẻ tăng phải để kẻ xăm phải giọt tăng ạ sẵn kha để căng đường tì phí cư tô mà nó xạ xạ hạ kẻ tăng phải để kẻ xăm phải giọt tăng xạ sẵn kha để căng nhưng tô xạ mù lịch chất tiền phí đường nâng nhiệt nhộp bàn đến hai đường tì mũi miền trên được xa cả làng phần mán miền trên được xa cả làng phần mán đúng nhiệt nhộp miền mà phải đường đường tì phí miền trên được xa phải bị đuồng nâng ạ nà lỡ chọc sọc cổ phai bị nực hân ông lộ phê hay nâng tô xạ lỡ cho một đó mô hạ miên phẩm màn đuồng miên bị đuồng chân ạ mô hạ đuồng tì muối miên mô thao phê khá xa hạ cả tăng vì chê cả trá xăm và dột tăng đúng tỷ phí mình chung một thao bây khá xa hạ cả tăng ổn thể chạy xăm và dột tăng chẳng mùi đuông nâng có trời tệ miên chê tự sát ca rùm bà khó bà rùm chỉ mùi chật nộp nộp khoang đài ấy chẳng được khó nông mô hạ đại chia vì chê cả cha xăm và dột cứ mô hạ đại miên xịt đây xong sai ca rùm chỉ mùi có miễn chế được sắc bạc cóp đọc pram đuông miễn chế được sắc bạc cóp đọc pram đuông cư anh nhẹ samana bóp vô anh nhẹ samana thằng ốc miễn đọc bày chẳng vi bày chánh cư vi bày tệ mũi chăn tệ mũi thị mọc hạ mùi nè chứng anh nhẹ sầm na đáp hay nâng mô chạ tục cạ bốn hay nâng vị chia cái chá mùi miền tu xạ ca rôm chỉ mùi tế miền tế ọt tề miền lô phẹ ca rôm chỉ mùi tế ọt tề hạ có sao lắng cứ sầm na đó mô hạ chật sốt đại miên về chế cái cha nông cả đại năng ẩn miên tu sa ẩn miên lục hệ tề vận tái miên thể mô hạ hơi về chế cái cha năng cả là chắc anh nhẹ sầm na chế được sắc thằng o miên đo từ đọc bấy vận tái độ bày trình cứ đó phải tệ đời xa tái mô hạ mô lịch chết nâng cứ bắt cọp chỉ mũi nâng u bay kha mình men sao mà nọ tề rồi cho nên ở trời miền tây tệ chế được sắc cao đùm chỉ mùi tề chan tệ có mình cao chỉ mùi đấy pro ở miền chết ở na đầm bay nâng thả chẳng ai vùng về như được gọi phơi ai vùng về như vậy đấy ở miền chan tệ cao chỉ mùi tề nè ạ à, thị mọc hạ có ở miền cao lang chỉ mùi khăn ông mô hạ mô lịch chết đuông tì mùi nâng đáy bởi thị mọc hạ nếp ra thay cho sốc khăn ông ở rằm cho sốc này nếu khăn ông ở rằm nâng cứ thà ạc miền ạ thị mọc hạ cả rùm chỉ mùi đáy xa tay chết nốt miền bị chê kì chà cứ dị đây xong xáy sự phiếp mình sẽ mắc lo nâng chẳng ạ trâu miền ạ thị mọc hạ khá rùm chỉ mùi tê rùm cao ná bà miên về chê kè cha hơi về chê kè cha ní vi bạ đẹp bạ chỉ mùi nâng ả thị màu khá rùm chê kè cha ông sân tay khá đô chì bỏ rõ đại đào phá lâu hay chuộp
chưa phơi bài chỉ pi chân đằng kia tha từ từ phơi nà mui nẹ vùng quê phơi hái sạp từ khơi phơi bài chỉ pi về nắng gồm đằng tha từ từ này bật bọc cát từ về như của từ đám nó hay cái đào phơi mình để ai tiết đằng này dạng này bị chia cái cha để cài lại một hai cứ ấp bạc lo tiền chấn ấp bạc lo thì sang sai không côn bột côn bột thô côn bột sòng chuyện đã ấm dịch đây sang sai nâng cài lại ấp miền là thị mộc hạ ấp miền là thị mộc hạ chia từ sắc cứ chia từ sắc để thôi cho xúc không ngả rắm nâng ba này chật nâng bị chia từ phải pru nè vì mình nâng thân á thì nâng thân nâng ca nâng cò chật lược chật nâng tê nâng cứ tha chia sẻ phiêu vẹ này thò mà chết chấn ai bị chia cái cha vì chia cái cha cứ gì đây sang sai ní ca ớt nữ khăn ông mô hạ mù là chật đuông tì mùi hai đề miên tu tơ đo và thọ chun chẳng lại chẳng phuông đại mình men chỉ bảy đại bộc cô lớn cứ miên tu tư chẳng ah do này tha cao lây gian là có thôi chôn ai cắt bằng thoi ban chia ơn đôi chia sẻ đây sang sai tư nó không còn bật tha bật ban trả đằng men rư còn men nó nhiệt nhớ miên sang sai chia tế lâu nớn miên sang sai tê chưa chia hai chẳng nhiệt nhớ sang sai bạn trai còn nơi miền chôn đại song sai đại mẹ nè mình khoa thế nè song sai nằm côn phật chôn cá khi cái tha phật phật nâng miền mơ bị ná ở thế cái còn tại ca chỉ riêng để tiền mui bây tham mê chấm đoan cao cái rốt sập chân tư chỉ là thị mui chân tư nâng chấm vô ca vô khơi tu sơn na độ bo chôn mùi chùm nuôn tay anh ta lược lại một bạp nâng đôi chìa thả Phật Phật Sát Sá mình mên Phật Phật nè bằng ca tê cứ nè Phật Phật Mai rư gọi nè Phật Phật lưu phục lô kì chong kron mong chân tớ hai có nôm kìa cổ rục nâng ai nôm kìa cổ rục tạ tay rương rao ếp xên xên miên nè bạc chân nè phôl chân chân nè đạp bị rồi bao bọc côi đừng ăn nấng thì thi là mồm che đăng là mồm là mồm tịch tua chân tới với ai linh khổng với ai nhọp nhòa đá nửa pe là cái thà phật nấng cứ cái bằng ca tê cái bằng ca là thị phật đức sanh na nấng cứ cái bằng ca là tê ở đây chân có miên chặt mùi mình sẽ bạc lò à nhọp nhò tàm nâng ấy tôi chỉ nhiệt nhau bột bò đi sát miền chật chết là một mòm được khăn ông côn bà rà tà trai hơi nên là chọn một thà ấy có chưa đà nâng phê ní vào cái thà bột nâng miền màn trả đăng mà bì nà nó bà rà nó xê anh tê trả đăng nô nhiệt nhôm miên tử chư ấy rư có song sai ấy tế ở thì đời xa thì dương ban sẽ làm môi tràn hơi chấn vì chết cả cha nên vì chết cả ca lang đời xa thì bậc cô nốt khoa vô thì sao mà nè sẽ ca rác khoa chùm nè đằng phong cao na bậc khoa chùm nè đằng luôn anh chết chạm đằng tịch tuổi phê sắc xa riêng sốt ban tịch tuổi sắp ban tịch riêng ban tịch cũng nết kết ở vô trâu nó có ban tay tôi lo hái cây này dây ấy đo tẹt tôm chỉ môi nâng presama samput chỉ bị xét pi ở bao bọc côn pi đằng lại chẳng cuống cứ khuôn ai sập tới chập đàn kling khloong nâng bờ đào chập đàn nhọp nhò chập đàn kết thả chẳng men đắng nọ nè anh nâng về chơi cái chá về sập nông thành đại về chơi cái chá à toàn chủ mày nơi về chơi cái chá cứ gì đây song sai nâng chánh từ can tề để chán á cả nam miền đây sang sai anh chăng mới đôi miền sầm tai được không bệ hạ thật tha ba sọ mình nè coi chấm ra ơn nơi ở cả đã tiền sam sập pi off sam sập chín năm coi body cam hay body cam tiệt
Phật kết tha đầm bay ban thầm rạch nửa mẹ phò prea nửa biên phần tay quật phương chăng ngồi chả ơn. Nè, nạch lương tạch tờ chẳng to từ tiết đến đó, ô con nạch bộ con cha để bán chui chặt chai cái lòng càng yên đi tên. Đành phi bỏ rõ nâng để bán chùm ra ơn nữ ở cà rạ thèng xam sụp phi. Đó là có chùm ra ơn chả ràn chân thức có ọt ai chùm ra mẹ phò bán bộ bạn đi xay ở toàn cục cổ ăn. Tìm phót có xong xay. Có chùm ra ơn dư tớ có xong xay có tha mẹ phò lắng bài miên thế. Miền thế chẳng tới cả chết mùi xong sai ốc sự thi sạp tới sự đầy sạp mọc đó còn tới sự đầy sạp mọc đó nâng là bên đó ngầm nạch này chết mùi để ốc hiểm nữ chết ốc hiểm nữ nâng côn bà tạ trai à cái sao vì cả là ứng tôi khá chỉ sạc rồi phở liềm bồn môn môn nâng mình bạc rồi đá thế vấn tế à có sao trong cõi tam phật chết thì cái là ứng phương ơi của bà sợ nâng bà đây sân thị tư nữa không ngọt bài dịp hùm nâng vì tẹt tôn chỉ mùi nâng tẹt tôn chỉ mùi nâng ạ có sao nâng ấy dương đập một bi vì chị cái trà này là nòm sạch tất cả là bài dịp hùm đấy cứ dịch đây sang sai dịch đây sang sai mít trâu bảo hạ bóng đời sao ta bắt tìm mẹ và cao nào ẩn miên sao ta bắt tìm mẹ cao là ẩn tế ẩn tôn bảo hạ ẩn tôn đạch chia sở mùi chê đồ lại tế nhận nhôm cả nà con chắc nông bê ní ẩn miên ca sang sai ấy mên phần tay khăn nông chuyện nà mùi bà sân chị miên ca sai cục khó rứ của khăn nông bà chị bọn này chuyện ní còn đời cao nà bà miên ca sai cục khó vì chê cái cha nó bị ai cao là ẩn mùi vinh nhá ai cả làng một mình ban thì coi ấy mà cần đó lọp bùa lọp riêng ấy chân thứ ấy sắp tới tới chỗ sạch nạp xây kia từ sạch một mình nắng nắng gì chua bọ phai cùng pi nè sạch nạp lật thì được tây chân từ nè nắng có miền chân từ đẻ ấy miền sọc miền cột tầng ọt nhiệt nhóm nè hậu đó một cô nắng miền phổ quát ha lọc bàn bu riêng chế đăng khô a ấy mà cần nổ phần tái đó tôi lia chạy thì khá bọt chẳng tới sạp tế thì châu lạc thị nâng ai thèm tiền bàn phù bìa vi và ha một căn của Phật Sát Sá Na nó trả ơn tiệt phòng anh nâng có miền đây bà này thà cao thì còn miền sạch thị nâng có miền ấy phần tái sạch thị nâng toàn chiến lô con tạ sạch thị nổ thì nâng nâu nhọc nhô ở phạm đi xài nơi giật thi nâng vừa ban trăm phần nắng hay xài cục khó người ta rộp an chứ mùi nâng nẹ lạc thị chân chân cái có miền ca phần dô nai nôm hay có cái nông ca phần dô nai nôm hạ thị bài rịp rộp chân tư có thư ai bạc chết tư nà có chô tư nụ khá nông sát nà đồ tây tư hình đấy mùi nâng tư rì ai bột bò đi sát dương dương từng ọc nia khá nông bên ní của ai tha dương nâng về nâng thân dương nâng về lõ ấy chân tao hai có bình tay tôm chế riêp tha ạ à, có sao miên bì chê kè cha chị đá mình tâu đa chung nga yên bì sân đàn và thói chôn tì ai thầy miên ca sai cục khó tay bình tích bì chê kè cha nâng mọc và khọt liềm bà mình xong sai khá nông côn vật bởi bốt côn, bởi thua côn, bởi xong tế với tôi chỉ xong sai nữa khả năng là tay tạ chia để nó tay tạ chia dương chỉ xây nó cao chất mùi xong sai á xong sai thì chỉ xa tế xong sai thì chỉ tê và đa tế xong sai thì chỉ prôm tế nâng ai xong sai luôn ai chỉ pra chia nở rộ chỉ xây sọc cụm chẳng thơ xong sai à đường xong sai chẳng nó có việc bạp đó nó mẹn đường lọ tế rồi tẹt tông chỉ mùi nâng sạc cài vậy thật thề đại miên khâu nè cao thằng ông tì ni tì nốt hãy sầm ra chỉ cái đây mình bàn rồi ọt miên nhiên ọt miên bọc bê để vía xa nó sạc tệ nhiên nâng hãy sầm đây thôi chôn đằng lại từng buông phụ khá ọt miên nhiên ấy có đái phần tái miên sạc thi chưa thà cầm nào sấy có thọp cao đấy hay ọt miên tập cất từ sang say thà chiết môn chiết say đấy chiết say có say tới qua lại